Chào hết bà con nè, lại là Hùng Máy Xới đây. Hôm nay thì Hùng Máy Xới lên cho bà con một con Honda FF300. Con này ba ngựa nè bà con nha. Thì con này là nó đi xe trước này, bán tự hành này. Còn đây là cái chân trống. Cái chân trống này thì nó có tác dụng là bà con có thể gắn được cái cây vào đây nha bà con. Đây, cứ đè xuống này, đè xuống đó, đó. Đó. Thì mình gắn được cái cây vào đó, hay cái chân trống ở đó để nó tự hành được đó. Đây nha bà con. Thì con máy thì Hùng Máy Xới xin giới thiệu với bà con là con này là con Honda F300 riêng 100%, không sơn không giảm không sửa chữa gì hết. Đó. Nói chung là hàng rất hiếu hiếm. Thì nó là ba ngựa. Bộ số của nó là có ba số tới, một số lui. Còn đây là hai số xới nha, hai tốc độ xới khác nhau bà con nha. Vừa xới của nó là xới cốt nhào đảo chiều, cho nên bà con cũng có thể tận dụng nó để đào rãnh nha, đào rãnh quét luôn vuông gốc ngô khoai sắn gì đó nha, tận dụng. Thì bà con muốn tận dụng nó thì bà con nên mua một bộ dao rời riêng bên ngoài nha bà con. Còn đây là bộ dao riêng của nó này, xới đảo chiều. Công tắc thì giới thiệu lên bà con, đây là công tắc là nó ở nút chính giữa là nó khởi động nha, hai bên là tắc đó, khởi động này. Còn bây giờ hoạt động máy thì ba em giới thiệu với bà con như thế này, là mình cứ kéo e này, đó, kéo e này, bà công tắc này, và giật thôi, nhấp nhiêu nhau em thay hết rồi, đó, nổ, máy nó nổ là mình đè ga vô nha bà con, đó, cái máy nó nổ là mình đè cái đất vào, rồi, cứ ra lên ga chạy thôi, đó, lên ga, vô số này, rồi vô số 1 thì cứ kéo cái đai lại, là ok, đó, 1, đó, 2, đó là số, nhấn số đi nhá. Ui chà, nhanh lắm. Và số 3 thì rất là nhanh. Đây là số lui nha. Đó. Còn đây là số xới đây bà con. 1 nha. Đó. Tốc độ xới nó rất là nhanh cho nên bà con cơ mà làm luôn. Đó là số 2. Đó. Thì nó xới là tốc độ xới nó nhanh hơn. Rồi. Bánh nó là bánh quy sai cho nên là bà con ok. Còn cái này là quy sai chống lòi nha bà con. Cái này là quy sai chống lòi nè. Đó. Nó chạy hai bánh á, đi xe trong lời. Rồi mình đứng ở đây cho nó đi luôn nè, đó, ok cho bà con. Rồi bà con nào vào việc thì báo em nha.